Kính thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống nhân dân, đồng thời cướp đi rất nhiều thứ, trong đó có sinh mạng con người, khiến nhiều gia đình phải chia ly. Nhiều trường hợp trẻ em, học sinh, sinh viên mất đi cha mẹ, người thân. Cảm hiểu sự khó khăn mất mát đó, các ngành các cấp cùng nhiều tổ chức đoàn thể tỉnh Trà Vinh đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp trẻ em cơ nhỡ có niềm tin, nghị lực bước tiếp chặng đường, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nỗ lực chăm lo cho trẻ em mồ côi do phóng viên Minh Thùy và Minh Chính thực hiện. Đánh giá về tác động của dịch COVID-19 đối với trẻ em, các chuyên gia ngành tâm lý học lâm sàng cho rằng trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh đại dịch. Những sang chấn tâm lý của trẻ ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có sự gia tăng các cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, lo lắng, buồn chán, tức giận. Chính vì thế, thiếu thốn lớn nhất của trẻ em mồ côi trong lúc này là tình cảm, sự quan tâm bảo bọc của người thân hay những người chung quanh. Đồng cảm trước những mất mát quá lớn của trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 cùng với cả hệ thống chính trị, rất nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã thực hiện các chương trình hoạt động thiết thực để chăm lo cho trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo khuyết tật trong tỉnh. Chương trình chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long phối hợp cùng Hội khuyến học huyện tổ chức đã góp phần chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi khuyết tật cơ nhỡ. Với ý nghĩa nhân văn và thực tế này, chương trình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Em Lâm Quang Nhật, ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, được nhận học bổng từ chương trình chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nhật một cô cha, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Hiện tại, Nhật đang học lớp 9 trường trung học cơ sở Tân An. Bản thân em luôn ý thức trong việc học, phấn đấu đạt thành tích tốt và phụ giúp mẹ công việc nhà. Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tin rằng Quang Nhật sẽ có thêm động lực để vượt khó vươn lên. Hoàn cảnh của cháu Nhật khó khăn, có hai mẹ con sống, mẹ thì sửa đồ, lo cho con đi học, cũng nhờ địa phương giúp đỡ, quà tiền và sữa cho cháu đi học. Dạ, em cũng cảm ơn địa phương đã giúp đỡ cho hai mẹ con. Em Lê Thanh Ngân, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân An, cũng là một trong những em học sinh được nhận học bổng từ chương trình chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường. Em Ngân mồ côi mẹ, sống với cha và bà nội. Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Cảnh em, cha của Thanh Ngân, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Hội khuyến học huyện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ tiền quà để chăm lo cho cháu. Gia đình ông sẽ cố gắng sử dụng số tiền đúng mục đích, nuôi dạy cháu khỏe mạnh nên người. Gái tôi năm nay được 9 tuổi, đang học lớp 3. Thì mình cũng nhờ mấy cô, mấy chú rồi cũng giúp đỡ cho cháu. Có số tiền nặng nó đi học trang trải hàng ngày. Thì mình cũng cầu mong được những mấy cô rồi hảo tâm giúp đỡ cho cháu được đến trường như bạn bè khác. Hoàn cảnh tôi thì đi làm thuê làm mướn không à. Nhà thì không có ruộng, có đất gì đó. Đi làm thuê quanh năm, ai mướn gì thì làm đấy. Lãnh đạo xã Tân An cho biết, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, có trẻ em mồ côi cả cha mẹ vì dịch COVID-19. Đây là những vấn đề có tác động lâu dài đến trẻ em, nhất là sự phát triển thể chất tinh thần của các em trong cuộc sống lẫn học tập. Chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước em đến trường nhằm đồng hành và chia sẻ với trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, tiếp thêm niềm tin động lực để các em vững bước đến trường. Thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua thì đảng ủy tiếp tục phát động cái mô hình này, đặc biệt là trên địa bàn của xã thời gian qua thì có nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn thì trong đó xã cũng đặc biệt quan tâm những em mà có hoàn cảnh là mồ côi như mất cha, mất mẹ hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ thì thực hiện cùng với cái tổ thiện nguyện Hảo Tâm thực hiện cái chương trình là chia sẻ yêu thương nâng bước em đến trường. Ngay từ đầu năm học, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long, Hội khuyến học huyện phối hợp cùng các địa phương rà soát và nắm bắt tình hình của trẻ em mồ côi trong huyện.
cá nhân và tập thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều em học sinh tùy theo khả năng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một học sinh một năm học. Học bổng được trao 2 đợt trong năm. Từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Hội Khuyến học cùng Ban trị sự huyện Càng Long đã vận động mạnh thường quân đỡ đầu cho 89 em học sinh mồ côi trên địa bàn huyện. Trên cái tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tức nghĩa là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, thì Phật giáo huyện Càng Long đã triển khai cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến với tất cả các chư tôn đức Phật giáo trong huyện nhà, nắm được cái tình hình của một số em ở trong địa bàn huyện là người không có cha hoặc không có mẹ, hoặc là có những em thì không có cả cha lẫn mẹ. Thì đó là một cái thiệt thòi lớn đối với các em. Với cái tinh thần từ bi của Đạo Phật cũng như tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam ta, thì chương trình này đã được phát động hơn một năm qua và đạt được nhiều thành tựu ở trong huyện nhà. Với suy nghĩ hướng về cộng đồng, sống tốt đời đẹp đạo, Đại Đức Thích Minh Độ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long, trụ trì chùa Hảo Tâm, đồng thời là người khởi xướng dành nhiều tâm huyết cho chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước em đến trường chia sẻ. Hành đạo giúp đời là việc mỗi người tu hành cần nên lưu tâm. Có vậy thì cuộc đời mới trở nên an lạc. Chăm lo cho các em học sinh mồ côi cơ nhỡ là việc làm rất cần thiết, giúp các em dời bớt khó khăn, tự ti, thiếu thốn tình cảm và vật chất để hòa nhập cộng đồng và vững bước trên chặng đường mới. Từ đầu năm đến nay, Ban trị sự đã phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện Càng Long vận động hơn 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn tại các xã thị trấn trong huyện. Là người con Phật thì bước vào cửa chùa, cái tiêu chí đầu tiên của người con Phật đó là từ bi làm gốc. Thì trên cái tinh thần căn bản của Phật giáo thì người quý thầy luôn thực hiện các cái phương châm như là chia sẻ yêu thương, giúp đỡ mọi thành phần trong xã hội với cái khả năng của mình. Chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước em đến trường cùng nhiều hoạt động kết nối nghĩa tình của các tổ chức đoàn thể tỉnh Trà Vinh thực hiện đã xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của trẻ em mồ côi. Mong rằng những người thân còn lại của các cháu cố gắng vượt qua khó khăn, làm chỗ dựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập. Chương trình mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm hiểu, giúp đỡ trẻ em mồ côi cha mẹ do nhiễm COVID-19, trẻ em nghèo, khuyết tật. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, theo chính sách của nhà nước, những chương trình an sinh của địa phương, doanh nghiệp, thì sự quan tâm về mặt tinh thần, tình cảm đối với các em là không thể cân đong đo đếm. Hoạt động này cần được duy trì và mang tính thực tiễn lâu dài. Vấn đề này đặt ra cho tất cả mọi người và cộng đồng để có cái nhìn thấu đáo, có suy nghĩ hành động nhân văn, nhằm đồng hành và giúp các em có thêm nghị lực vượt qua mất mát quá lớn này, vững tâm bước tiếp chặng đường, tương lai phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.